là Tình Xá Ngọc Tấn. Ngọc Tấn hả? À, Tình Xá Ngọc Tấn cả nhà. Đây là hoa của nhà chùa tự trồng á. Đẹp quá. Dạ. Cái này là chắc là mua cái củ ấy, mua củ tự trồng này. Cái này đâu phải cái củ. Chùa tự trồng này. Trồng củ ly á. Ly mà cái loại đó là trồng á, cái một cam. Nhiều hoa đẹp không? Đây là mai hoa mặt trời. Hoa hướng dương á. Phật tử đang ghé Tình Xá Ngọc Tấn ở Long An. Cái này đây là chùa tự trồng á, đẹp ghê không? Ly đây là đu đủ. Tại sai chưa? Ở này có cái ao à. Có cá này cả nhà. Cái chùa Tịnh Xá ở dưới này có quỹ đất rộng nên trồng được nhiều cây, rất là đẹp luôn. Khá yên tĩnh. Cái tàm sứ mình xin kết thúc video tại Tình Xá Ngọc Tấn ở Long An nha cả nhà. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.